Thưa quý vị, sau một thời gian tăng giá, gần đây thị trường đất nền tại một số các tỉnh miền Bắc và một số vùng ven tại thủ đô Hà Nội đã hạ nhiệt nhiều, thanh khoản giảm mạnh. Nguyên nhân của tình trạng này là do các hoạt động đầu tư kinh doanh, dịch vụ thuộc các ngành nghề khác đã được phục hồi. Tại Hòa Bình, Quảng Ninh, giá rau bán thấp hơn nhiều so với cách đây khoảng từ 4 đến 5 tháng. Quảng Ninh, đất xung quanh những điểm nóng một thời như Quảng Yên, Đông Triều đã giảm về vùng 10 đến 15 triệu đồng một mét vuông. Còn tại một số các tỉnh khác như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, tình hình thị trường bất động sản trầm lắng, vắng bóng cả môi giới và nhà đầu tư. Mặc dù giá đất giảm nhiều nhưng cũng khó thanh khoản. Tại thị trường vùng ngoại thành Hà Nội cũng bất động đứng im. Lý giải về nguyên nhân này, Bộ Xây dựng cho biết nguyên nhân của tình trạng trên là do các hoạt động đầu tư kinh doanh, dịch vụ thuộc các ngành nghề khác được phục hồi. Bên cạnh đó là việc cơ quan quản lý tại hàng loạt các địa phương tung ra các biện pháp nhằm ngăn chặn việc nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng được xem là những lý do khiến thị trường đất nền tại nhiều địa phương gần như đóng băng thanh khoản. Hiện nay, nhiều sân bay đã bắt đầu được khởi công xây dựng và kêu gọi đầu tư. Các sân bay Sapa, Lào Cai, Quảng Trị, Nà Sản, Sơn La, Lai Châu đang được địa phương kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng sân bay rất lớn, do vậy cần thiết huy động nguồn vốn xã hội. Xu thế chủ đạo trong huy động nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng sân bay trên thế giới là mô hình PPP nhượng quyền. Theo đó, nhà nước chỉ giữ quyền sở hữu, kiểm soát các cảng hàng không lớn, đầu mối, có đóng góp quan trọng cho nền kinh tế quốc gia. Trong đề án định hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không được Bộ Giao thông Vận tải lập, các sân bay như Sapa, Na Sản, Lai Châu, Quảng Trị được xếp vào nhóm 3. Đây là các cảng ở vùng xa, miền núi, hải đảo, cân đối thu chi khó khăn, có công suất quy hoạch đến năm 2030 nhỏ hơn 5 triệu hành khách mỗi năm. Theo đề án này, Bộ Giao thông Vận tải chuyển giao sân bay nhóm 3 cho địa phương để chủ động huy động nguồn lực đầu tư phát triển. Trường hợp địa phương không tiếp nhận, Bộ tiếp tục quản lý, khai thác và đầu tư. Ngoài nguồn lực địa phương, các cảng hàng không mới nằm trong quy hoạch như Sapa, Quảng Trị, Lai Châu sẽ huy động nguồn vốn xã hội theo phương thức PPP. Thị trường du lịch nội địa Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng nhộn nhịp sau hơn 5 tháng mở cửa để phục hồi sau dịch. Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch, trong 8 tháng đầu năm, thị trường du lịch nội địa đã tăng trưởng mạnh mẽ với 79,8 triệu lượt khách. Khi mà thị trường quốc tế vẫn chưa thực sự tăng trưởng trở lại, thì thị trường nội địa đang mang đến sự phục hồi chủ đạo của ngành du lịch năm 2022. Mặc dù nhu cầu không quá tăng cao như dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 hay là bùng nổ như du lịch mùa hè, nhưng không vì thế mà thị trường tour du lịch mùng 2 tháng 9 bớt sôi động. Theo ghi nhận tại một số đơn vị lữ hành, khách du lịch có xu hướng lựa chọn các tour ngắn ngày với lịch trình từ 2 đến 4 ngày nằm trọn vẹn trong kỳ nghỉ lễ đến các điểm du lịch sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc sắc như Hạ Long, vùng Tây Bắc hay là vùng Tây Nguyên. Vì thời gian nghỉ khá là dài nên là tôi có thời gian để có thể trải nghiệm một chuyến du lịch ý nghĩa cùng với cả gia đình tôi. Và gia đình tôi là 4-5 người á, để đi một cái tour như là Tràng An, Bái Đính và Hạ Long á. Ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu năm 2022 phục vụ 65 triệu lượt khách du lịch gồm khoảng 60 triệu lượt khách nội địa và 5 triệu lượt khách quốc tế. Đến nay, lượng khách nội địa đã về đích sớm vượt mục tiêu đề ra, đạt 79,8 triệu lượt khách nội địa ngay trong 8 tháng đầu năm 2022. Ở miền Bắc thì có xu hướng đi gần, ví dụ như là đi Hạ Long, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Thanh Hóa. Còn khách miền Nam thì cũng đi gần như kiểu Vũng Tàu, Phan Thiết. Đôi khi có một số khách thì cũng đi những cái chuyến xa hơn như kiểu Hà Nội, Hạ Long, Sapa, Ninh Bình, Bái Đính thì đấy những tour mà đã khách đặt nhiều. Tôi nghĩ là với du lịch nội địa chúng ta được một năm thành công, còn du lịch quốc tế thì chúng ta vẫn còn có nhiều khó khăn. Tôi nghĩ là mà cần phải cố gắng để mà có thể du lịch thu hút các bạn khách quốc tế đến Việt Nam nhiều hơn nữa. Khi thị trường khách quốc tế vẫn chưa phục hồi mạnh mẽ ở giai đoạn hiện nay, thì việc làm mới các sản phẩm du lịch nội địa để thu hút du khách đang được ngành du lịch tập trung ở thời điểm này. Một số chuyên gia du lịch dự báo, phải đến năm 2023, thị trường khách quốc tế mới bắt đầu lấy lại đà phục hồi khi các doanh nghiệp củng cố lại nguồn lao động để tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút khách quốc tế. Và giai đoạn cuối quý 4 của 2022 và 2 quý đầu 2023 là thời điểm thích hợp để cho các doanh nghiệp du lịch thu hút nguồn lao động quay trở lại.
và việc thu hút nguồn lao động quay trở lại đấy mới quyết định cái chất lượng dịch vụ và cái sản phẩm trải nghiệm đó có thu hút được và đón tiếp được cái lượng du khách quốc tế vào và quốc tế đi hay không. Thì tôi cho rằng đến cuối 2023 là bắt đầu hoạt động du lịch quốc tế sẽ trở lại từng phần, nhưng mà cũng đã quay trở lại được một cái mức độ được coi là hồi phục. Còn để thực sự mà phát triển, tôi cho rằng cũng phải đến cuối năm 2024 đến 2025 trở đi. Nó phụ thuộc vào cái việc diễn biến thuận lợi hơn của về sự hồi phục nền kinh tế nói chung, sau đó là phục hồi về cái ngành du lịch nói riêng. Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch, trong 8 tháng đầu năm 2022, ngành du lịch đón hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế, 79,8 triệu lượt khách nội địa. Tổng doanh thu của ngành du lịch trong 8 tháng đầu năm ước đạt 356.600 tỷ đồng. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường du lịch nội địa được kỳ vọng sẽ giúp ngành du lịch đạt mục tiêu doanh thu 400.000 tỷ đồng cho năm phục hồi 2022. Thưa quý vị, cá tầm là loại thực phẩm có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, để nuôi được loài cá thương phẩm thì không phải đơn giản. Với lợi thế mặt nước rộng, ổn định lại nằm ở trên cao, việc nuôi cá tầm ở hồ thủy điện Buôn Tua Spra, xã Nam Ca, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk được triển khai từ nhiều năm qua đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vài năm trở lại đây, đời sống gia đình ông Y Jin Bước đã đỡ bấp bênh hơn trước với khoản thu nhập ổn định khoảng 7 triệu đồng một tháng. Kể từ khi ông được nhận vào làm công việc nuôi cá tầm trên lòng hồ thủy điện Buôn Tua Spra, xã Nam Ca, huyện Lắk, từ việc làm nương rẫy, đến nay, ông đã thành thục với mọi công việc chăm sóc loài cá nước lạnh không dễ nuôi này. Lúc cá con nhận về, đó là khâu khó nhất. Trực tiếp kỹ sư xuống hướng dẫn các công việc như là chăm sóc cá cho cá ăn này nọ thì mình làm theo kỹ sư thế thôi. Tận dụng lợi thế nước mặt tự nhiên rộng khoảng 4.000 m2, có dòng chảy lớn và nguồn nước sạch quanh năm, lại nằm ở trên cao, nhiệt độ duy trì tầm 18 đến 27 độ C. Việc nuôi cá tầm ở hồ thủy điện Buôn Tua Spra được triển khai từ vài năm qua và đã mang lại hiệu quả cao. Cá xuất bán cân nặng từ 2 đến 25 kg một con. Trung bình sản lượng hàng năm khoảng 200 đến 300 tấn cá thương phẩm, không đủ cung ứng thị trường. Nhưng để nuôi cá tầm thành công, đòi hỏi phải khoa học, đảm bảo tất cả các chỉ tiêu, không khác gì với các vùng sinh trưởng tự nhiên của loài cá tầm tại châu Âu. Được con cá tầm thành công tốt thì nó phải trải qua thứ nhất là nhiệt độ nước, thứ hai nữa là môi trường nước phải sạch, thứ ba nữa là cách chăm sóc phải tốt, phải kỹ. Để đảm bảo cho cá tầm sinh trưởng và phát triển tốt, tùy vào kích cỡ cá và diện tích lồng nuôi thì sẽ có mật độ nuôi khác nhau. Chẳng hạn như lồng này là 36 m2 thì có thể nuôi 200 đến 250 con cá tầm có trọng lượng gần 2 kg một con.